Thùy Hạnh của trường Tiếng Trung Lạc Lạc. Chúng ta đã học hết thanh mẫu và vận mẫu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần luyện tập nhé. Cô sẽ cho chúng ta một loạt các âm. Chúng ta hãy dừng màn hình lại và đọc trước khi nghe cô đọc mẫu nhé. Nào, bắt đầu. Đây là âm hai môi, mím hai môi ở giữa. Chú ý đừng nhầm với bờ của tiếng Việt nhá. Nó sẽ phải là po, po, mo, fo. Đọc nào. Ba, po, mi, fu. Ba, po, mi, fu. Nhóm này rất dễ. Tô, thái, nữ, lệ. Chú ý âm này chúng ta phải tròn hết môi ở giữa từ đầu đến cuối phát âm. Nữ. Nhóm âm này cũng dễ thôi. Can, không, hẳn. Âm này nhớ là luồn hơi đi sang hai má, mím mồm nhá. Can, không, hẳn. Nhóm âm này nhớ rằng bắt những vận mẫu bắt đầu bằng y phải chuyển hàm, con nhớ không? Âm này chi chi và si chỉ đi với u, u hai chấm, không đi với u nhá. Chiều, chuyến, xưởng. Bật thật mạnh âm thứ hai nào. Chiều, chuyến, xưởng. Nhóm âm tiếp theo, nhóm âm này chỉ đi với u, không đi với u. Chuẩn, chua, suy. Bật mạnh âm thứ hai nhá. Chuẩn, chua, suy. Tiếp theo, nhóm âm cuối cùng, tròn môi, cong lưỡi nè. Chua, chuẩy, xoang, ruẩn. Lại nhé. Chua, chuẩy, xoang, ruẩn. Vậy là chúng ta đã luyện tập hết rồi đó. Các em thấy làm sao? Không khó lắm đúng không? Những ai còn chưa đăng ký kênh YouTube của trường Tiếng Trung Lạc Lạc thì nhanh lên để gặp cô Hạnh vào mỗi 8 giờ tối hàng ngày trong series học tiếng Trung giao tiếp 60 giây mỗi ngày nhé. Zai jian!